Hoa sứ Neja rất vui được gặp lại cả nhà mình trong buổi tối bán hôm nay ạ. Thì hôm nay bên vườn em giới thiệu cho mình tham khảo một số cây sứ ghép nè, cây zin, cây ghép một màu, nhiều màu và cây hàng VIP luôn ha. Bên vườn em bán là em bao ship nguyên chậu giao tặng nhà cho mình đối với đi bưu điện. Còn đi Tô Châu em sẽ bao ship nguyên chậu hàng giao đến cái chành gần nhà khách, khách lợi đó nhận giùm em ha. Số điện thoại đặt hàng là 0981813055. Số đem có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin cũng được ạ. Chốt đơn mau lẹ, chỉ cần mình nhấc máy bấm số gọi là bên em sẽ có người nghe và chốt đơn cho mình. Hoặc là bị kẹt máy thì chỉ cần dính số điện thoại của khách hàng vào máy bên em thì bên em sẽ có người gọi lại để chốt đơn ha. Rồi mình bắt đầu tham khảo cây số 1 ạ. Số 1 là Long Thành, một dòng hoa ba lớp màu đỏ, cái tàn này nhìn rất là đẹp, tàn bung rộng vàng lá xanh sum xuê luôn. Cây đang chớm nụ nhỏ nè nha cả nhà mình. Cây này hoành cũ của nó cái ngưỡng cỡ 64 đi lên, củ dạng tròn. Ghép 14 bo, 260.000 Long Thành. Ai thích đỏ tươi, cái cách sắp xếp cánh hoa nó giống như hoa hồng nở thì chọn cái giống này ạ. Long Thành ha. Tiếp số 2. Số 2 là một mẫu hoa ba lớp màu trắng, trắng tinh. Có tên là Tuyết Sơn. Hoa ba lớp màu trắng. Cái củ Tuyết Sơn này củ rất là già. Củ nó phân ra nhiều tép ạ. Cây chín bo 160.000. Tuyết Sơn này cây củ nó hành củ cũng vào khoảng là cỡ 60 cho trở lên á. Cây này thì em bị bơm hàng nè. Bơm hàng về em chăm sóc lại nè rồi em bán nè. Cái củ này to nha. Củ này nó hoành nó cỡ là 60 62 gì á, nhìn củ rất là to. Rồi, 160.000. Tiếp số 3. Số 3 một cái cây hàng VIP, cái củ nhìn đẹp lắm luôn rồi cả nhà. Củ này nhìn giống như hai con thú nó đang chụm đầu vào nhau nè. Cái mặt phía sau cũng cái hình cũng là nhìn dạng cơ bắp. Đây cái điểm chỗ này là nó bị táp nắng nhẹ mà nó lành rồi ha. Rồi, ghép huyết thắng 3 lớp màu đỏ. Cây huyết thắng hành củ là 79, ghép 9 bo, giá 700.000. Số 4. Số 4 cây ghép hai giống hoa thơm nè. Đây mình thấy cái lá xanh gân trắng đây là tên là Thiên Hương, hoa ba lớp, nền trắng viền hồng cánh dúng rất là đẹp cho hoa chùm, thơm đậm mùi luôn. Thiên Hương. Và đây là trà mi 11 ba lớp màu trắng viền hồng đậm ạ, cánh bầu tròn. Tên là trà mi 11 ha. Củ mình thì dạng củ cơ bắp, mình thấy nó vân ra nhiều muối đây ạ. Hoành củ 67 ghép 8 bo, hai giống hoa thơm hết. Hai cái màu trắng viền hồng nhưng hai cái nét đẹp khác nhau. 420.000. Số 5. Số 5 là kim ngọc 11, một dòng hoa chuyển màu. Ba lớp ha, mới nở ra thì màu tím sọc trắng. Nở vài ngày nó sẽ chuyển dần qua màu đỏ sọc và đến giai đoạn cuối là hồng sọc nha. Cây 10 bo 130.000. Cây này thì em cắt giống ghép nay bung tựa lên sum xuê luôn nè. Củ thì dạng củ tròn, hành củ cỡ ngưỡng là 55, ghép 10 bo 130.000. Rồi tiếp số 6. Số 6 một cây gốc to, hoành củ là 99, củ dạng cơ bắp cuồn cuộn luôn, ghép là 10 bo 1.200.000. Cái cây này là cỡ em bê không nổi, một mình em là bê nó lên không nổi nha. Cây rất là to, cây này phải nói là hai người khiêng luôn á. 1.200.000, hoành củ 99, ghép giống bảo trân. Bảo trân chính, hoa 4 lớp, 3 giai đoạn chuyển màu rất là đẹp. Mới nở ra cái màu nó là màu tím tím, có sọc đỏ và xen lẫn là sọc vàng nữa ha. Còn hai lớp trong á, ba cái lớp trong là nó là màu khác. Cái màu hoa này nói chung là mình thấy cái mặt hoa nó thấy kết liền á, rất là nổi bật. Mã số 6, 10 bo 1.200.000, hành gốc 99, bảo trân chính. Số 7. Số 7 là Quỳnh Chi. Quỳnh Chi hành củ là 72, ghép 9 bo 420.000. Ba lớp trắng viền hồng, cánh dày hoa to không gục. 420. Số 8. Một cây củ dáng hình hơi quái nè. Đây, mấy cái chậu này nó quá trời nặng luôn. Củ to nó nặng. Rồi ghép giống ruby, củ quái đế bè to phần trên cái phần ngọn cây mình thấy nè, tàn tán tròn nha.
ruby 5 cánh màu đỏ. Ai thích đỏ nhung thì chọn cái giống này. Mà ở trong họng hoa nó đi thêm cái phần trắng, nhìn cái tông hoa mình cực kỳ nổi bật và hoa rộ nha. Mã số 8 ruby 12 bo 260.000. Số 9 thì cái củ già, củ dạng cơ bắp. Nó đi, nó có một số rễ là tua tua xuống, mấy cái rễ con mình không thích thì mấy bữa nào trời nắng đẹp thì mình cứ tỉa rễ đó mình bỏ ra ha. Rồi mã số 9 ghép 8 bo 250.000, ghép tuyệt đỉnh hồng hoa 5 cánh. Video này thì em giới thiệu dòng 5 cánh nhiều, tại hôm qua, tối hôm qua có một số khách yêu cầu hoa 5 cánh thì nay em lên cho mình tham khảo nè. Rồi số 10. Số 10 một củ cơ bắp cuồn cuộn luôn, hoành củ là 64, ghép 2 giống hoàng lan 5 cánh màu vàng, kim đỉnh 5 cánh màu vàng, hai cái màu vàng hai nét đẹp khác nha cả nhà. Cây 9 bo giá 300.000. Hoành củ 64, đây mình xem cái mặt sau của nó nè. Tiếp 11. 11 là ngọc yến, hoa 5 cánh màu tím. Ngọc yến là màu tím mà lá thì dạng lá kim, lá nhỏ. Cây 12 bo 250.000. Số 12, 12 củ hình hơi quái nè. Cái củ này là thấy em thích cái phần đế của nó dưới bè to ra mà nó có mấy cái rễ nó đi xoắn xoắn nhìn rất là đẹp mắt. Rồi ghép giống lưỡng nghi, hoa 5 cánh. Lưỡng nghi nó có cái bẹ này nó đang chớm vô san hô nè cả nhà. Lưỡng nghi 7 bo 160.000. Rồi 13, 13 một cây thần tài 5 cánh màu đỏ. Thần tài vừa thay lá xong đang vô nụ lại nè. Hey, củ thần tài. Thần tài hoành củ 70 ghép 7 bo 450.000. Số 14. 14 một cây củ hình quái nữa. Hoành củ là 66. Ghép giống là quỳnh chi, 3 lớp trắng viền hồng, ghép 11 bo 200.000. Số 15. 15 là phương lam 23, 3 lớp màu vàng, hoa chuyển màu. Nở vài ngày thì vàng phớt hồng ha. Đến giai đoạn cuối thì hồng đậm sọc vàng hoặc là màu đỏ sọc vàng. 3 giai đoạn màu cực kỳ nét luôn. 8 bo 250.000, phương lam 23. Số 16. 16 cây ghép 2 tầng. 16 là ghép 2 tầng. Cái tầng thấp á là sĩ thư 1. 3 lớp trắng viền hồng. Còn tầng cao là ruby 5 cánh màu đỏ. Đỏ là cái họng hoa mình nó đi cái viền trắng đây. Ghép 2 tầng luôn nha cả nhà. Củ dạng củ cơ bắp, hoành gốc là 66. 320.000. Số 17. 17 là cây ghép nhiều giống đây ạ. Mình thấy cái màu hồng đây là lạc long quân, 3 lớp màu hồng sọc hồng đậm, hồng vàng, hoa thơm đậm mùi luôn. Vân Huế 7, 2 lớp màu hồng, màu tím than, hoa kép. Thần tài 5 cánh màu đỏ. Đây, cái điểm đặc biệt của cái bẹ lạc long quân này là đang vô bẹ san hô luôn nữa nè cả nhà. Lạc long quân vô bẹ san hô, lạc long quân nó rất hiếm có vô san hô. Mà cái bo ghép này nó đã có bẹ san hô luôn rồi nè. Đây cây này em nhắc lại là ghép là Vân Huế 7, màu hồng, màu tím than, hoa kép, lạc long quân, màu hồng, sọc hồng đậm. Thần tài 5 cánh màu đỏ. Cây mình ghép 4 giống nha. 7 bo 4 giống giá 300.000. Số 18. 18 là mảnh long 1, hoa 3 lớp. Đây, màu tím, viền vàng, cánh nhọn. Mảnh long 1, ghép 12 bo, 250.000. Số 19, 19 một cây củ quái nè. Cái củ này về mình sang qua cái chậu đẹp hơn ha. Đôn cho nó lên cao thêm tí nữa. Mình nó sẽ phô ra cái nét đẹp của cái củ mình thấy rõ ràng hơn. Ghép hai giống này, hai cái tên này nghe rất là đẹp nè cả nhà. Thần tài 5 cánh màu đỏ. Vinh hoa 3 lớp màu hồng sọc tím. Có thần tài thì có vinh hoa nha cả nhà mình. Đây mình thấy đây.
Thần tài và vinh hoa, củ quái nữa, ghép 6 bo giá 200.000. Rồi đến 20. 20 là một giống hoa 5 cánh màu tím tên là Thiên Nga. Thiên Nga có người còn gọi là Thiên Nga đen, tại do màu tím đậm đen thui à. Ghép 9 bo 160.000. Cái lá nó thì dạng lá nhỏ nè, lá nó xoan xoan. Rồi Thiên Nga 5 cánh màu tím ha, 160.000 9 bo. Tiếp 21. 21 là lạc hồng, hoa ba lớp màu đỏ cánh nhọn. Và cái rìa hoa của ngoài là nó có đi viền trắng nha. Cái giống này đang hot lắm luôn nè. Mã 21 5 bo 250.000. Đến 22. 22 một cái gốc cực kỳ già luôn. Gốc này thì em bán giùm người ta. Củ tròn, phần ở dưới bè to, phần trên thon lại. Mà mình thấy củ tròn xa xa nó đi một tép đây, nhìn rất là đẹp. Chứ không phải là tròn ủm, nhìn thấy không có duyên nha. Củ này nó tròn mà nó phân ra nhiều tép, nhìn cái củ mình nó rất là duyên dáng luôn. Ghép giống là Phượng Hoàng 21. Phượng Hoàng 21 là một giống hoa 21 cánh nha cả nhà. Thơm thoang thoảng nhẹ. Rồi 6 bo 350.000. Phượng Hoàng 21. Tiếp 23. 23 là cà phê, 5 cánh màu tím cà phê, hoa rộ lắm luôn nè. Mình thấy cây ngọn nào cũng đang chấm nụ nè nha. Cái củ cà phê á thì mình thấy nè, đi xa xa một khoảng cách cái nó chia nó làm một múi, nó cây này nó phân ra làm là 4 múi, nó kết lại thành một cái củ như thế này, xoay tròn ra. Mã 23 8 bo 160.000 cà phê. 24. Củ hình hơi quái nữa nè. Cái củ này cái dáng củ nhìn giống như một người, nó đang người đang ngồi trên lưng ngựa nè nha. Ghép giống là Kim Tuyền 1, hoa ba lớp nền vàng cam. Viền hồng. Cái cánh nó dúng dúng á. Nền vàng cam, cánh dúng, dúng cái cánh nó có màu hồng, hoa thơm. Kim Tuyền cái giống này. Thôi coi nãy thấy hình như có vô bè san hô đồ ta. Rồi Kim Tuyền, Kim Tuyền 1, hoa thơm, củ quái. Cái củ này hoành củ khoảng là 64 đổ lên nha. Ghép 12 bo 260.000. 25. Sĩ Thương 1, 3 lớp trắng viền hồng. Sĩ Thư 1 cái giống này là hoa cực kỳ rộ luôn nè. Sĩ Thư củ này già. Ghép 8 bo 260.000. 26. Vân Ngọc 5 lớp màu đỏ viền. Cái giống Vân Ngọc này lên là dường như là bữa nào cũng lên là hết, lên là hết. Khách rất là thích. Cái giống này có nhiều cô chú nhà đã có một cây rồi mà cũng vẫn thích sưu tầm thêm một cây nữa để cho đủ cặp. Cho có hoa nở ngắm quanh năm không khi nào ngớt. Đây, mình thấy nè, bên đây nè, cái cây Vân Ngọc này mình thấy nó vô vàng nụ đây. Đây là cũng cùng giống với nó luôn ha. Cây này thì mới chớm nụ nhỏ li ti. Rồi, Vân Ngọc củ hình quái quái nè. Mình thấy cái phần dưới là nó hình khác, lên trên thì nó đi ôm một cái phần, nó lên nổi lại là một cái hình khác nhau nữa nè nha. Mã 26, 6 bo 250.000. Tiếp 27. 27 là Thúy An 3, 5 cánh màu tím. Cái thằng Thúy An này á, cái hoa của nó ra khi nó nở một chùm như vậy nè. Nó ra ba cái chùm, ba cái hoa nó nở là ba cái mẫu khác nhau, nhìn rất là đẹp luôn á. Có cái thì tím đậm đen, còn có cái thì tím nó đi gân đỏ đỏ trong cái cánh hoa mình. Còn có khi thì nó đi nửa cánh tím, nửa cánh trắng. Trắng mà cái kiểu trắng màu bạc bạc, nhìn rất là đẹp. Đây mình thấy nó nè, tàn cây của Thúy An. Củ thì già lắm luôn nè cả nhà. Hành củ là 69 nha. Ghép 10 bo 320.000. Tiếp 28. 28 cây cuối mình tham khảo một gốc rin. Cây rin này đã có củ to. Cái nhánh chiếc rin mà nuôi lên hành củ là 70 là mình biết cái thời gian rất là lâu luôn. Nhà vườn chăm lâu lắm mới được cái hành củ to thế này. Mà cái cây này cái bộ củ nó nhìn hình khá là đẹp luôn á. Cái này về mình cơi cho đôn cao lên cho nó phô bộ củ mình ra nhìn nét đẹp nhiều hơn ha. Ở đây em còn chôn sâu để mà mình nuôi củ. Cái phần tàn cây mình đây ạ. Cây này thì nó mới ra nụ li ti nhỏ thôi à ha. Rồi, mã 28 giá 500.000 cây rin tên là Kỳ Duyên. 3 lớp màu hồng. Hoành củ 70. Rồi, vườn em hôm nay giới thiệu cho mình tham khảo là 28 cây ha.
cô chú và anh chị mình xem, nếu thấy yêu thích cây nào, vườn mình còn thiếu giống nào mà vườn mình chưa có muốn sưu tầm thì cứ alo ủng hộ cho vườn em ha. Em xin nhắc lại, khách mua một lượt 10 cây em sẽ tặng cho mình một cây làm quà. Rồi em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ. Mưa quá trời nó ngập vườn luôn.